Okay. Rồi cảm ơn hai vợ chồng rất là nhiều. Rồi cảm ơn chị. 218 triệu đời 2016. Đổi xe này chứ đâu. Dạ, đổi xe. Ừ. Nâng cấp lên đúng không? Nâng cấp lên mà không có đủ tiền, vừa vừa thôi. Chứ nhìn như vậy nè, cái chất nó phải như vậy nè, mà nó không có một tí mục, mà sexy nó phải mới như vậy nè. Mà nó bị linh tinh là cũng vứt hết bên kia luôn. Đúng rồi. Bán cho lãi luôn. Mua vô là phải kỹ mà được. Tuyệt đối 100% thì không tuyệt đối, nhưng mà nó va quẹt nhẹ chứ không phải là đâm đụng mà nặng. Nó va quẹt mấy cái này thì mình không có nói. Sáng đầu vô xương bọc này kia mới sợ chứ. Đây là xương là nó phải nghiêm điều chỉnh. Nhưng mà nhưng mà chú phải biết được là chú mua bán tải là đi thì ngon, ngầu, nhưng mà nó lại gia đình. Gia đình mình sợ đi không đủ người. Thì đó. Tư vấn cho nên mua em rồi. Thì bây giờ cái này nè, nó nói là không bằng coi luôn. Dạ không biết, nhưng mà coi nó trên clip nhiều rồi, nó nói chuyện là ok, mình thấy cái tâm đó là có cái tâm là được rồi. Bây giờ nè, vô bên lấy chiếc 7 chỗ. Dạ thì cứ lấy xe con ra chạy thử đi, chạy thấy nó ngon như này mới đổi chứ dở hơn như này nó đổi chi. Nay buổi sáng khách xem xe, test xe rất là đông các bạn, thêm một chiếc Innova nữa, khách cũng đang xem và test thử không biết có được trúng tuyển hay không. Vô hả? Từ từ. Nó cua vô á. Sao có khả thi không? Xe im. Không phải, ý là ông hỏi, anh không có hỏi là có êm, nhưng mà ý là khách có chốt không? Có gật đầu không? Chốt. Gật đầu thì chắc có lẽ là ok. Mình ở đâu lần? Thủ Đức anh. Thủ Đức hả? Dạ đúng rồi. Chị cũng ở đó luôn hả? Đúng rồi, chị về đó hôm nay chị lên đăng kiểm. Dạ. Dạ. Kệ nó, để lâu lâu mình cắm một cái nhang. Xe mình đi chứ lâu lâu mình cúng thần linh thổ địa rồi những cái người khúc khúc một chút xíu. Di tâm chút xíu là tốt. Thôi chúc cho anh chị sức khỏe vui vẻ. Dạ. Ok. Sao rồi, chọn được xe nào chưa? Hả? Sao uống cái nước gì mà nước vối hả? Đi qua đây chú dẫn uống nước cam nè. Gì à? Uống sinh tố nè. Uống cà phê nè. Lâu lâu tới cái quán nhà vũ là ăn miếng gì chứ? Không à, qua đây đãi món bò bít tết nha. Nha. Xe này nó mới về ngày hôm qua. Mới về qua hôm kia. Đúng rồi. Được thì chốt luôn xe, được cái biển số. Cái biển số đã ta. Sao rồi, chốt xe nào cho mấy anh em? Xe đỏ bây giờ không có xe cỏ. Cỏ tầm bao nhiêu? Cỏ mấy chục á hả? Chục bây giờ là hết rồi. Cái 7-80 gì gì. Xì bắt này kia đúng không? Cái xe đó không dám lấy về bán luôn á. Kiếm cái nào cọc cọc thì dám bán, chứ còn không là thua luôn. Tăng lên quá rồi, cỏ quá trời. Có bán là như con Matic trong kia bán có 50 mấy triệu kìa. Người ta lấy vậy đó. Cái góc Matic. Cái này thì cao. Như cái con xe này nó đẹp cỡ này mà bán có hơn 100 mà còn khó nữa, huống chi là còn mà lấy nát nát về bán mấy chục triệu là mình chết nữa. Về người ta đi không được, người ta phiền lắm. Các bạn thấy đó. Khách hàng chạy một chiếc Ford Ranger kia tới đổi chiếc xe này. Ford Ranger này nó bị mục, nên ra là khách hàng mang bán, thay vì mang đi làm đồng làm sơn thì nó phải tốn hết một mớ thì khách hàng mang bán luôn. Cho nên là bộ phận làm đồng đang kiểm tra và xem, chắc có thể là pháp anh một là pháp anh để bán rẻ, bán 100 mấy chục triệu thôi, cũng đời 207 các bạn, 207 không phải là hơi thấp đâu, có thể mình bán 100 mấy luôn, bán xả luôn. Mấy cái xe này pháp anh nghĩ là đăng lên một cái một là gọi cháy máy luôn các bạn. Có bị có vài chỗ mục đây anh em. Cái chỗ lốc máy này thì không có bị dớt, nhưng mà một tí dưới này các bạn. Xì dớt cái này hả? Xì dớt tí dưới này các bạn thấy không? Còn xì đây thì nó cũng có cái dấu hiệu rỉ rỉ chút xíu. Còn đây thì ok. Cái này là mục mà người ta có bùa rồi các bạn. Các bạn nhìn này, nó bùa bằng cái chất gì mình không biết. À nó đổ vô hát các bạn ơi.
Nó tấp vô hắt vô để nó lấp liếm đi cái vấn đề dưới này thì đèn led dưới này thì ok. Đây nó bị một cái cây này các bạn này, các bạn thấy không? Để chạy thì không có sao đó, nhưng mà mình thấy nó ghê thôi. Sắc xi chủ yếu là cái sắc xi này là cái chính này các bạn. Với cái cây này là chính, đó là chính. Xe này cái vỏ nó bị oval nên là chạy nó nhảy dữ lắm các bạn. Xe các bạn đi mà nó cứ nhảy bạch dưới đường là nguyên nhân, nguyên nhân nó bị nhảy vỏ nữa. Một cái màu đỏ đẹp. Đây thì bị người ta bùa, người ta chét cái một tít vô. Cho nên là các bạn đi mua xe mà các bạn đi mua mà gặp những cái chỗ nó bùa phép là các bạn chỉ có tao quay gọi là chết chắc thôi. Thôi hạ xuống đi anh Chiêu ơi. Một cái xe này thì chắc mình để về mình xem thử ha, xem thử trong vòng một tuần đi ha, nếu mà mình bán rẻ được cho bà con ha. Nói chung là giá trăm mấy thôi. Xe này giá thị trường nếu mà dọn ngon bán lành, ngon lành bán ra thì nó phải như thế này các bạn nè. Xe nó phải chất ha. Nó phải chất như thế này mới gọi là xe nè các bạn. Đúng không? Zin tuy nhà ta đi chạy nhiều nhưng chất lượng nó phải tuyệt đối luôn. Sắc xi là phải mới, còn tem như thế này nè. Mới gọi là ngon được các bạn ha. Cho nên là anh em đi mua xe hoặc là anh em xài xe, anh em chú ý kỹ một chút xíu là cái chất xe của các bạn nó rất là ngon. Còn các bạn mà xem sớ nội thất chút xíu các bạn ha. Cabo nó bị hàn các bạn. Bô bị đụng, chút xíu cabo. Chỗ này nó bị móp hay sao người ta làm lại không có bị ngay các bạn. Hôm nay là nó không có đều ha. Trời, nội thất là nguyên một cái căn nhà di động các bạn. Rồi, ve ra thôi. Được chưa? Ve ra thôi. Xe này này mấy người đi rừng đi rẫy người ta đi tầm tạm chắc có lẽ là ngon. Xe này mình đăng kiểm thì chắc phải gỡ cái này ra rồi. Hả? Đăng kiểm cho phải gỡ thằng này ra rồi. Phải đăng kiểm bắt gỡ rồi nữa hả? Đương nhiên rồi, nó phải về rin mà. Không về rin thì đâu có cho được. Thêm vô thôi. Đúng rồi, về là mình gắn vô lại. Nó phải rin, gọi là rin tuyệt đối. Thấy cũ cũ không? Sơn mà nó phải còn rin như thế này. Cửa đóng thả nhẹ nó vô. Nhích nhẹ cái nó vô, Cửa là phải vậy mới gọi là cửa. Chứ cửa mà đóng rầm rầm như mấy cái xe tải, xe container là mấy cái xe du lịch này chắc thua luôn các bạn. Con 81 này mới về ngày hôm qua. Hồi trưa vừa dọn dẹp xong là khách tới lấy luôn. Đưa tiền một lần không cọc, xe quá cộp. Rin toàn tập. Mấy cái xe cũ đúng là sợ thiệt. Không thay thì không được. Mà mình để như thế thì cũng rất là nguy hiểm cho cái người xài. Tại vì mấy cái ắc này mà thật sự bên chị là nó tới ngày nó xúc quá là nó rất có thể nó rớt bánh, là rất là nguy hiểm. Thay mới luôn các bạn, an toàn luôn nè. Cây này thay mới luôn. Trên này cũng thay mới luôn. Kiểm tra bốn cái thắng luôn. Cho nên anh chị đi mua một cái xe cũ ha, nếu mà cái chỗ người ta mà người ta cố tình người ta làm cho nó ngon các bạn thì không nói, mà người ta bùa phép hoặc là người ta
dọn sơ sơ để người ta bán, người ta giao cho các bạn thì rất là nguy hiểm trên một chiếc ô tô. Cho nên là vì vậy các bạn mua một chiếc ô tô thì các bạn phải nên kiểm tra ha, kiểm tra nhất là những cái bánh như thế này, lâu ngày nó xét nhìn thấy nó ghê không, mình phải mở ra mình kiểm tra cho bằng sạch hết. Xe này là một chiếc xe Isuzu, mấy cái xe này bây giờ mình cũng khiếp lắm, lâu lâu mình mới có chiếc mà nó còn gọi là được giá hợp lý mới mua thôi, chứ còn ngoài ra là mấy cái xe này lấy về là hầu như là cái máy nổ là nghe đã đau đầu rồi. Xe này mình bán có 100 mấy à, xe này mình có đăng lên cũng rất là nhiều ha, trên YouTube chắc là nhiều anh em cũng nhìn thấy, lúc nó cũng bày hay, nhưng mà được chủ người ta mua mất rồi, anh em mua rồi anh em nhờ mình sơn lại. Các bạn thấy những cái xe này này, mình bán 135 triệu, bây giờ mình giảm xuống còn có 120 mấy thôi, mà đôi khi khách tới mà mình cũng không muốn bán luôn các bạn, mình cứ kêu thôi ai mua được thì mua, tại thứ nhất cái máy dòng này nó nổ đã nghe là đã thấy mất mệt rồi. Nhưng mà máy dầu dòng này thì nó êm, xăng dông động cơ êm, máy dầu, mà xe này nó có 4 chỗ ngồi, cái không gian của sau rất là rộng. Anh em nào mua mà chở hàng cái xe này thì Pháp Anh nói là tuyệt vời, nhưng mà thôi anh em nào biết chơi cái dòng này thì mua, chứ bây giờ anh em mà mua cái dòng này về mà anh em cứ tưởng tượng là một chiếc xe như chiếc xe mới ha, mua về là cái gì cũng ngon, cái gì cũng mới, chắc chắn là không có rồi các bạn ạ. À, xe cũ nó chỉ được 70% thôi ha, nhưng mà các bạn mua cái xe này về mà các bạn mang vô hãng test, các bạn kêu là hãng nó làm thì chắc là nó, các bạn mua cái xe này 120 nó về nó sẽ báo các bạn thêm 200 nữa ha, là các bạn nản mang ra Pháp Anh bán lại liền. Cho nên là mua xe cũ là mình phải hiểu được à, cái xe cũ nó chỉ có tới đó thôi các bạn ạ. À, hiện giờ bên mình cũng về rất là nhiều các cái dạng xe. Thì buổi sáng nay thì rất là mừng, đây là những cái số xe đang chuẩn bị quay lên YouTube. Xe này rồi, xe này thì một lát nữa là mình sẽ quay trên YouTube luôn. Đây là Matic, đây là cái xe này Matic, các bạn nhìn thấy không, xe này là mình bán về Nha Trang, khách hàng tin tưởng, khách hàng chuyển đủ tiền luôn rồi, nhưng mà chưa có rảnh chạy về cho người ta nè. Xe thấy không, cũ thì cũ nhưng mà phải làm cho nó ngon lành, chạy là phải bao luôn, ví dụ chạy một phát một phải tới Nha Trang được, chứ không phải là chạy nửa đường phải nghỉ xong rồi chạy tiếp, nếu mà cái xe đó thì thua này. Cho nên xe là phải đi cho ngon, kể cả cũ nhưng mà nó phải chất. Đây xe này sáng cũng bán, sáng này xe khách tới đổi bán luôn. Xe này một lát cũng quay lên YouTube luôn cho anh em. Xe này rất là đẹp, màu cam. Xe này mới về hả em? Dạ mới về á, về chưa dọn. Này cái ghế nó bị rách một tí kìa, dạ. Làm ghế lại thôi. Hay ghế mới luôn hả? Bị rách chút xíu nè. Cái này nó còn nỉ bên trong mà. Nỉ bỏ luôn vô rồi. Hay chỗ đẹp. Xe đợi nhiêu? Cái này 208 á. 208 hả? Giá bán bao nhiêu rồi? Con này 2010. Bán giá bán nhiêu? 245, 2010 rồi có dịch vụ. 2010 luôn. Mà 245. Xe có dịch vụ, anh em nào ví dụ như muốn mua thì đời cao thì liên hệ. Nó là của taxi à? Taxi à, taxi không phan đục hay sao? Taxi màu xanh hả? Thế mà kiếm cái cục này xem. Góc nó màu xanh, nó lòi rồi các bạn. Cho nên đi mua xe mà các bạn không tỉnh, các bạn bị cái chỗ bán xe nó thuốc một cái là các bạn đi đứt một khúc ha. Tại cái xe mà taxi mà G nó zin nó khác ha, hàng 10 giá nó rất là cao. Có thể là ta bán 270, 280 hàng 10 này ha. Mà này là taxi cho nên là rất là rẻ, các bạn nhìn nè. Mấy xe dịch vụ nhìn nè, ngoại không? Nên nhìn cái dây beo là biết rồi ha. Không thể lừa được ha. Bên mình thì rất là nhiều các cái dạng xe đang có mặt ở bãi. Anh em ví dụ như là đang có nhu cầu mua cái xe nào nó thì cứ liên hệ. Xe kia vừa về luôn rồi, một lát là mình sẽ quay xe lên cho anh em xem. Nhìn thấy không? Máy dầu hả? Máy dầu tự động. Nghe cái máy nó êm êm á, mà hôi dầu không? Hôi. Máy dầu số tự động. Máy nổ đã. Em ru à. Chạy sướng em không?
Này 100 cây nó mấy lít dầu em? Nghĩa hả? Đảng các bạn. Nghe mấy dầu là mình thích rồi. Nghe mấy dầu là thích rồi, nhưng mà cái ngồi cái tướng ngồi không có bằng cái Camry của mình các bạn ơi. Rồi tín đồ Camry nó vẫn là whoop các bạn. Gà biết là mấy dầu, tiết kiệm. Camry của mình nha, máy 2.4. 100 cây nó khoảng có 10 lít rồi các bạn ạ, nhưng mà chạy nó sướng. Đi nó ngủng sang nữa. Thôi cái này là tùy thích sở thích của mỗi người ha. Chứ không có riêng cá nhân của mình ha, nhưng mà sở thích của mình là mình thích Camry, không thích cái này. Đúng là cái này rất là tiết kiệm các bạn ạ. Để coi cái xe này bán bao nhiêu ha. Xe này anh em vừa mới lấy về luôn, máy dầu ha. Mình coi cái máy chút xíu ha. Cái xe này cân đối là bán bao nhiêu? Bán lẻ bao nhiêu? Máy dầu nó nổ đã rồi. Nhìn nó giống như nghe máy xăng á. Không khác gì cái máy xăng đâu. Mới thay cái bình đó. Trời nó nổ êm ghê thiệt. Đời nó nãy nó kêu đời nhiêu? 27 hả? Nó là xe mấy chỗ? À, xe 7 chỗ đó. Hai cái sau gập bằng xuống rồi. À, nè. Gập bằng xuống luôn là nó bằng ha. Rồi. Đẹp mấy dầu. Ồ, xe biển số cũng đẹp đó chứ. 31338. Xe này. Xe này ủy quyền, hả? Dạ còn ủy quyền. Ủy quyền mấy lần? Dạ giờ mới ủy quyền lần một ạ. Ừ. Giờ còn ủy quyền nữa. Xe này của bất động sản bán hả? Rồi, anh em nào thích cái xe này thì cứ đến tại chung cư Tân Mai 900 Quốc Lộ A để xem chiếc xe này, nước sơn màu cà phê sữa ha. Rất là đẹp. Cái Innova này, cũng rất là nhiều người tìm nè. Giá 499 nè các bạn à, đời 2017 các bạn. Innova này còn rất là chất nha các bạn. Thì sáng nay cũng có mấy anh em tới thích lắm nhưng mà đang bớt nhiều quá mình chưa bán được. Có anh em xuống bớt tới cả 30, 40 thì tùm lum tới la hết nhưng mà không bán được. Nói chung là cái giá bên công ty và anh em mình đưa ra cân đối. Có thể bớt cho các bạn khoảng cỡ 5 gì đó thôi. Đây là đời 27, Innova là 077-522, 098-81-54 ha. Cân đối, nói chung là mình bớt ít thôi. Tại vì mình cũng đã so sánh là một chiếc xe lấy về tiền tiền lời, rồi tiền bãi bến, rồi tiền nhân công, ôi trời nhiều lắm. Tiền bãi không của công ty mình là hết 7 triệu rồi các bạn. Đây, tiếp tục giới thiệu cho các bạn thêm một chiếc xe này nữa. Outlander mới về. Bên mình là có hai chiếc này, hai chiếc là màu đen, chiếc này chiếc màu trắng. Anh em nhìn thấy không? Máy nổ êm không? Anh em đang kiểm tra kỹ để chuẩn bị quay phim rồi. Coi còn bị sai sót một cái gì không nè. Xe biển số nè. 227. Số rất là đẹp. Em coi cái máy nè. Máy nổ đã không? Em xin thích luôn. Đã không? Nổ cỡ đó. Hai bên sườn là không có dấu bị cấn đụng các bạn nha. Các bạn nhìn nè. Thùng chỉ nè còn nguyên ha các bạn ha. Các bạn nhìn thấy không? Máy nó êm còn nó êm xinh xích luôn. Các bạn thấy chưa? Anh bên kỹ thuật anh Chiêu ơi. Không nghĩa về về đó không rồi. Anh Chiêu cho em hỏi là như cái máy này nếu mà nó êm nó ngon như vậy mình xài khoảng cỡ bao nhiêu lâu nữa là với làm máy lại? Cái này cũng tùy người xài anh. Nhớt nhau mình mà thay nhớt đúng định kỳ thì xài vô tư á. Chứ cũng không nói được cái làm máy thì mình cũng không xác định được bao lâu.
Đó, mình cứ bảo dưỡng thay nhớt định kỳ ok là xài tốt bền. Nhưng mà khách đi mà ví dụ như lâu lâu họ đi chơi mà họ quên châm nước là nó thiếu nước rồi có sao không ta? Cái đó tình trạng đó thiếu nước thì phải sôi nước rồi, sôi nước thì nó rất là hại về cái máy. Nhưng mà nó hại là nó hại thế nào? Ví dụ như là làm máy hay là mà làm máy hết bao nhiêu rồi anh có đoán được không? Nói chung là tùy cái mức độ thổi nặng nhẹ, thổi ron, nếu mình thay ron kilat không thì nó nhẹ, còn để mình tới mức độ mình tới dính máy thì phải rã máy ra làm chắc cũng tính ra cũng vài chục, hai chục hai mấy triệu làm cái máy. Cảm ơn anh rất là nhiều. Tại vì cũng có một cái lời khuyên cho anh em thôi, để anh em đi đâu xa xa, tại xe thường thường là mình để máy, cái xe mà đi hàng ngày thì không nói, mà cái xe mà lâu, ví dụ như có người á, người ta mua xe về, người ta để đi về quê, hàng một tháng người ta đi có một lần, thì vô tình người ta cứ để và người ta cứ tiện nghỉ đâu leo lên xe là chạy thôi, rồi người ta không có kiểm tra. Như hôm vừa rồi có một cái xe mình bên mình bán ra cũng bị rớt bánh, cũng do cái tình trạng họ không kiểm tra ốc ác, không kiểm tra bốn cái bánh, hôm ra chạy nó bị tuột cái bánh ra. Đó là cũng là cái lỗi do khách hàng. Cho nên là khách hàng Pháp Anna cũng khuyên anh chị, ví dụ một chiếc xe ô tô của mình đi đâu đó lâu lâu mình có cái cà lê mổ lết ha, mình leo xuống mình vặn bốn cái bánh lại, đó là một cái thói quen. Và mình mở nắp lên mình kiểm tra nước và mình kiểm tra nhớt ha. Nhớt thì cũng không cần đâu, nhưng mà nước chủ yếu và bốn cái bánh, nó là cái những cái mà cần thiết nha các bạn. Nó liên quan tới tính mạng của mình, cho nên là mình phải cần thiết đúng với bốn cái bánh. Cho nên là mong anh em bà con ở trên mạng phải chú ý và cẩn thận hơn. Thôi bây giờ mình cùng qua chiếc xe kiểm tra một chút xíu. Khách hàng đang chốt chiếc xe bên kia và khách hàng cũng đang muốn lấy về và gặp mình một chút. Và bây giờ mình cùng đi. Thôi cảm ơn anh chưa nhiều nha. Một anh trai từ tỉnh 62 lên Pháp Anh mua con ô tô. Không biết là có vui cười không. Rồi. Các bạn thấy không, đến Pháp Anh là các bạn sẽ được anh em đội ngũ nhân viên. Anh trai này đi một mình lên đây nè, không có biết rành về xe luôn. Nhu cầu là Pháp Anh ơi, bán cho anh một chiếc xe về anh chạy dịch vụ, anh kiếm cơm. Anh mà kiếm sống được thì sau này anh lên đổi xe nhiều tiền hơn. Mình nghe mình thương lắm, nên ra là mình phải kiếm cho anh một cái xe ngon, giá hợp lý để anh trai có thể mang về đi gia đình. Đó là cái nhu cầu thiết yếu của con người nha. Rất là nhiều các cái mẫu xe để anh chị và con lựa chọn nha. Anh chị đến với mình thì mình sẽ chọn và lựa cho anh chị một chiếc xe chuẩn, không bị lỗi. Các bạn có thể về là chỉ đi và bên mình cũng đã dọn hết rồi, cho nên là anh chị an tâm. Được cả là cái xe được cái chủ anh này anh giữ rất là kỹ, nên là cái chất xe còn ngon, cho nên là anh chị bà con an tâm. Pháp Anh cũng cảm ơn anh trai này đã tin tưởng và đến đây và đi một mình, không cần dẫn bất kể một thợ nào hết, cho nên là mình đã vui vẻ hai bên và chốt cho anh trai một chiếc xe đẹp. Thôi Pháp Anh cũng xin chúc anh trai, và anh trai có xem cái video này cũng mong anh trai kiếm thật nhiều tiền để năm tới đổi cái xe cao cấp hơn nha. Còn nhiều anh chị kêu tôi tỏ lỡ tôi đi lên một mình mà tôi mua thì tôi bị lùa gà, hoặc là tôi bị bán cái xe bị đâm đụng, thì chắc chắn một điều các bạn ạ. Ví dụ như là không lẽ đâu có lừa được các bạn. Ví dụ chiếc xe này đít đầu nó phải nguyên là nó phải nguyên. Ví dụ cánh cửa này nó phải zin. Anh chị nhìn này, sùng chỉ zin không? Tất cả đều zin hết. Đâu có thể nào, ví dụ như xe là nhìn ha, sùng chỉ nè. Rồi ví dụ như là trên nó có bị sập trụ hay không, bị tai nạn hay không, cũng không thể nào bị lừa được người khách hàng. Và có lừa được ở đây thì họ về nhà họ cũng có dòng họ bạn bè và những anh em đồng nghiệp và những cái gara kế bên nữa ha. Cho nên họ sẽ nhìn biết lên, ví dụ như nếu bị động thì bay đây nó banh hết ha. Đây nó banh hết. Đây là còn zin hết ha. Cho nên là cái xe này nó còn nguyên thủy hết. Đi mua xe gì anh trai? Đi mua hả? 10 giờ không có số tự động. Nên còn 2 chiếc à. Giờ cân đối bớt xuống cho anh chị xem xe đó chưa? Xem đi, hả? Em được thì em giảm luôn cho rồi mà về mà đi. Xe này dọn sạch rồi, không bị đâm đụng, không bị lỗi luôn. Vòng vòng đây có gì cứ chạy lại đây bảo hành rồi. Coi anh clip hoài gì là nhà dưới khu đất nè. Coi hoài không một tí lỗi luôn các bạn, rất là chất. Các bạn nhìn đi trong. Long An ở huyện nào? Đích cầu vượt cao tốc xuống kia, đích An dưới đích cầu vượt. À vậy hả? Dưới Tân An vậy ha. Nguyên học trò của em toàn là dưới Long An không á, cảnh dân Long An người ta đi học nghề nhiều. Xe này mới về nữa hả?
nó đẹp ghê vậy. Lại mới về nữa các bạn ạ. Về liên tục. Cứ đứng nào hồi là coi như là xe về liên tục. Bạn mình một ngày có thể là về mười mấy chiếc. Mà cứ về liên tục đó các bạn. Nhưng mà rất là mừng. Cứ thấy xe về, xe mới là mình bắt đầu mình chạy ra mình coi. Xe nào mà không cấn đụng là mình thích lắm. Mình mừng lắm, mình sướng lắm. Mình ưu tiên với những cái xe cọp mà xe rin. Mới về luôn em. Dạ. Xe biển 43 à? Có ý quyền được không? Dạ, hết ý quyền anh. Hết ý quyền luôn. Báo đúng hồ sơ. Dạ. Ghê không các bạn? À, tổng công ty cảng hàng không. Cái này có khi này giấy giả không ạ? Thiệt luôn hả? Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Xe chạy trong sân bay em nhìn đời 21 mà xếp chất xe đẹp ghê cho em luôn. Ừ. Bây giờ người ta làm giả để người ta lừa tình đầy á. Ai biết được. Bao nhiêu? Giá nhiêu? 265. 265. À, đời nó nhiêu? 2011. Ừ. Có bớt không? Nguyên nhiên. Mình có bớt không? Triệu lấy lọc. Ừ. Bao rút hồ sơ. À, qua kia ăn trưa cái đầu về anh trai. Chứ không thôi đi trên đường lại mất công nữa, ghé nữa. Sao em đi săn lùng của toàn là mấy em tiếp viên hàng không thôi hả? Của bên hàng không gì không hả? Chắc duyên, duyên gặp. Có chơi với người mẫu không? Có đâu, có đâu. Xe mà chạy trong sân bay. Nhìn thấy chất lượng. Rồi, mình đi ăn cơm thôi. Ăn cơm thì về. Tiền tươi liền, không còn cọc luôn. Kêu dọn xe lên lấy, khỏi cọc. Lấy luôn chứ cọc. Đúng rồi, nữa. Cọc làm chi? Cọc mà mất công lên không thích thì trả cũng vậy. Như cái xe hồi sáng đó thấy không? Không thích thì trả người ta, nhưng có gì đâu. Anh không mua hôm nay, mình vui vẻ là người ta sẽ mua tiếp. Tự nhiên cái mình lấy cọc làm chi? Nó không có đáng. Cọc thiết gì, nếu mà đồng ý mua thì mua rồi. Phát một cái phát một chuyển tiền. Với em cũng không thích cọc, cọc rồi lên rồi không thích nữa là đủ qua đổi lại. Chuyển chưa được 5 phút xong chứ có gì đâu. Các bạn đang hướng dẫn cho đội ngũ quay phim. Và bên anh em dọn những xe sạch và đẹp để các bạn ở xa có thể đến đây và chọn và mua ngay một chiếc xe cho mình ha. Có những xe Pháp Anh mới lấy về rất là đẹp nhưng phải dọn qua bằng tay thợ, cho nên là anh em an tâm khi tới đây một chiếc xe chưa sạch chưa đẹp Pháp Anh sẽ làm cho nó thật và đẹp và sạch nhé. Anh em đang quay những cái vô lăng số về chất lượng cũng như là về tính năng của xe. Bên này có cái dù một cái dù các bạn thấy bao luôn mát, một cái dù rất là vững chắc. Khách hàng đang xem cân đối với chiếc xe ha, anh em thấy đó, rất là vui, rất là nhộn nhịp. Vì vậy rất mong quý vị và anh em bà con ở các tỉnh nếu mà có dịp đến các bạn ghé mình tham quan một chuyến cho biết với những chiếc xe đang có mặt ở đây hơn. Thôi mình cùng đi qua này. Tranh thủ làm đi nha. Để người ta về giờ trưa người ta đang ngồi chờ bên kia kìa nha. Anh chị này anh rất là nhiệt tình, anh tới là anh xem là anh lấy luôn. Anh biết là giá này bán mắc hơn trên thị trường rất là nhiều nhưng mà anh đi coi rất là nhiều chỗ ở Sài Gòn mình rồi các bạn ạ. Anh coi rồi mà anh không ưng ý mà anh tới đây anh nhìn xe này là anh lấy luôn. Buổi sáng hai cha con hai vợ chồng hay sao tới cái là chốt cọc luôn các bạn ạ. Bớt đâu còn chịu gì đó. Rồi Pháp Anh kêu rồi ok, làm luôn cho nó rồi đi ha, vui vẻ nhanh lẹ. Cho nên là vì vậy các bạn mua xe các bạn chọn xe, cái chất xe nó quan trọng. Ví dụ như cái xe nó đủ duyên, các bạn tới là các bạn nhìn là các bạn kết liền rồi. Còn ví dụ như mình đã không thích rồi, bây giờ có giảm cái xe đi 40 triệu hoặc là 50 triệu đi chăng nữa cũng chả vào câu chuyện được, nhưng mà các bạn lại mua một chiếc xe nát xe lỗi ha. Còn cái xe này nó gần như là một chiếc xe zin luôn các bạn nha. Xịt cho nó đẹp mấy góc nè, cho nó bóng vô đấy, xong rồi các em lau lại sơ, đừng có cho nó nước nhiều quá nó bụi nha. Rồi ok, làm việc đi. Rồi chuẩn bị ăn cơm em.
Rồi chào anh. Hello anh. Chào anh. Xe bị gì hả? Mới vừa dọn lại xong, rửa, hút bụi bên trong, bên ngoài. Bây giờ làm gì nữa? Xong rồi. Rồi. Mình uống cà phê chạy về thôi. Uống cà phê gì ăn cái miếng rồi ăn trưa đó là trưa rồi. Sáng mới tôi uống mò xong. Bây giờ dọn lại hết tất cả mọi thứ. Mới dán đề can là 2.4 triệu. À. Dán phim cách nhiệt. Dán cách nhiệt chống nắng nóng. Chống nắng nóng. Mình ở tỉnh nào anh? Em ở Phú Mỹ Hưng, quận 7. À, ngay đây hả? Ngay thành phố Mỹ Hưng luôn. Chiếc này viễn tầm, viễn tầm. Rồi, rút hồ sơ hai điểm về luôn. Để gì luôn? Ủy quyền hả? Ủy quyền. Thằng công chứng hôm đó nó làm đồng bán. Nha. Okay. Nó làm lộn. Làm lộn em cũng không để ý. Không bây giờ làm lại. Em ký xong. Định hỏi coi. Làm lại được mà. Làm lại chứ mai mốt nó phạt á. Không có gì đó. Em sợ bị phạt. Vậy chắc lại đối bé nó kêu nó làm lại, hai bên ra ký lại. Còn 19 năm, hai bên ký lại. Ký lại đi. Tự nhiên cái 21 phạt nó quất 3 triệu. 3 triệu hả? Ừ. Đúng không? Thay vì bây giờ khó khăn đi chăng nữa, kiểu gì thì kiểu cũng phải làm luôn. Chứ đâu có để được. Hôm trước báo ủy quyền còn 19 năm á. Chứ tới lúc đó là cái hững hờ ra kêu ủa, tâm mày lúc đó mày không nói ra anh. Đúng không? Đó, hôm đó nó có báo em rồi. Ấy đi qua ăn cơm. Bé. Anh hỏi này cái coi. Nghiên cứu à. Cái cơm thôi. Sao rồi? Từ sáng giờ ngồi thấy sao rồi? Còn có cái rồi đi số rồi tôi ăn bỏ làm đi mình đi ăn cơm đi. Ừ, xong rồi ăn cơm từ sáng giờ quay phim từ sáng giờ vòng vòng qua ngoài đó là hai chiếc đó. Anh mù anh có nhìn thấy gì đâu mà anh biết. Anh mà nhìn được tôi cho anh coi camera là anh biết được, vui lắm. Thôi cứ dậy đi. Có mấy cái xe mô hình nè. Mô hình nó dạy học viên á. Ví dụ như chiếc xe này là xe 7 chỗ. Dạ, chiếc này 7 chỗ nè. Đây nè. Rồi chiếc này nó đúng không? Dạy học viên á. Ví dụ như là chỉ cách đâm luôn. Xe nào. Con này là giống như con Land Rover vậy đó. Dạy. Học viên. Ví dụ như là mình chỉ nó cái cốt. Chứ bây giờ mình chỉ cái gì giờ. Vậy nó mới lẹ chứ. Thực tập nha, ví dụ như cái xe đây, cái đây cabo đâu lên đèn được chứ nè, được chứ. Thì hồi nãy về rào thấy dục dịch mình rào biết không ấy. Mình đào tạo học viên thì mình sẽ chỉ cho học viên là từ cái mô hình, thì khi nó ra ngoài nó nhìn cái là biết ngay, dễ lắm. Nó có nhiều cái bí mật của cái ngành xe, không có lừa được ai đâu. Cho nên là mình cứ truyền hết bí quyết cho người ta, cái là người ta ra người ta làm nghề ngay. Chủ có nếu đâm đụng là hai bên này đúng không? Đúng rồi, như một chiếc xe lăn nó lộn cái là nó móc bành chành hay còn gì nữa. Nó để phô. Đúng rồi, ghê lắm. Thôi, miếng cơm đi, người ta có nhìn thấy gì đâu rồi ha. Anh cứ nghe điện thoại cho em được rồi. Đi. Nhật ơi. Lấy này cho Hải nè. Lấy thêm miếng cơm nữa chú Hải. Cơm. Trời cơm nữa. Khách trả giá thấp quá đâm ra là mình phải coi cái giá gốc bao nhiêu. Trừ cái tiền sơn bến bãi 7 triệu đi thì mình nói chung là miễn có lời 5 triệu là mình cũng bán. Cho nó lẹ. Mấy bên này khách đi mua xe người ta rất là kỹ, người ta trả giá rất là sâu. Nhưng mà cũng sao, mình vui vẻ mà. Nhưng mà mình cứ trả giá, mình nói sao mà hai bên nó thỏa thuận là được. Cái đừng làm sốc cái bên bán hàng quá. Ví dụ như là có nhiều người trả vô duyên lắm. Ê mày, xe này mày bán gì? 150 bán mày? Nói như vậy là bất cành đời đó, rồi làm cho mình cũng buồn luôn nha. Nhưng mà anh chị này rất là vui. Tuy trả xuống 30 nhưng vẫn vui, vẫn hòa nhã. Đó là cái cách khi mà mình trả mà mình phải làm sao tử tế chút xíu để cho cái hai bên đều vui đúng không? Thì mình nghe vậy mình cũng muốn
mình cũng muốn tìm hiểu là mình xem thử có nên cân đối để bán cho anh chị này không, chứ đâu có duyên là bán liền. Nó từ sáng như lòng vòng mình bán cũng được cả mấy xe đấy các bạn, rất là vui. Có rất là nhiều khách này, người ta tới người ta không cần bớt luôn, người ta bớt rất là ít. Thôi cứ từ từ cứ xem đi, coi cái nào hợp lý ví dụ như là mua. Để đặt cọc chưa lên lấy, chịu lên lấy. Để về bán chị chịu lên lượt. Rồi. Em lẻ lắm.